Em xin giới chào đến quý vị giám khảo và tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay. Hiện tại là mình vừa tốt nghiệp khoa mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ơi, làm sao bạn biết đến cuộc thi TED tượng của chúng tôi? Thì một lần thì mình vô tình quen được trên mạng kiến trúc sư Nguyễn Phạm Thanh Truyền là mình có liên hệ tới quán. Ok, bây giờ mình đã tự tin hơn để thi chưa nào? Mình biết là nãy giờ các thí sinh đồng thi cũng tốt cho nên là chúng ta cũng hơi run đúng không? Không sao, tin tôi đi, không sao cả. Có gì năm sau thi lại thôi, không sao, bình tĩnh nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bạn Trần Ngọc Tân với ca khúc Con Đường Tình Yêu. Chúc bạn thi tốt, bắt tay cái nào. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao rơi trong bóng đêm. Trên bầu trời. Xin chào bạn Tân, hình như là hồi sáng bạn bắt em Facebook mình phải không? Được rồi, thôi được một em khảo ha, mua đồ tắm tối, mua đồ tối mù luôn ha. Thì mình có một số nhận xét như sau. Thì trước khi nhận xét thì mình hỏi là bạn có hát phong trào trong trường không? Hay là đây là lần đầu tiên bạn đứng trên sân khấu và hát? Dạ có hát ở trường và không giao lưu ở quán cà phê. Như vậy là bạn có học hát không hay là tất cả mọi thứ nó chỉ là tự có thôi? Từ giờ mình chưa học hát. Như thế này, mình nghĩ là bạn là một người có một cái chất giọng rất là trầm ấm và rất là đàn ông. Không thiệt, tại vì không mấy ai mà có chất giọng đàn ông đâu bạn. Và giọng của bạn có một cái độ rền rất là tốt. Cái độ rền, nhưng mà chắc có lẽ là tại vì bạn chưa có kinh nghiệm xử lý micro cho nên là bạn làm cho cái độ rền đó nó làm cái âm thanh của mình nó bị to quá, cho nên là nó đùi phản tác dụng. Tuy nhiên là nếu như bạn biết xử lý thì mình nghĩ là cái độ rền nó sẽ giúp cho bạn có hiệu ứng tốt trong bài hát của mình. Cái thứ hai là mình nghĩ là hơi của bạn hơi bị đoạn. Tại vì bạn hát mình có một con đường thì là tình yêu, tức là đối với một số bài khi mà bạn hát đoạn thì nó hay, nhưng đối với những bài tình cảm như thế này á mà bạn hát đoạn như vậy thì nghe nó bị mất cảm xúc, cho nên là mình nghĩ là bạn nên tập hơi lại. Nếu nhưng mà thực sự bạn yêu thích cái bộ môn ca hát này á thì không hẳn là mình phải đi diễn chuyên nghiệp, nhưng mà để cho cái phần trình diễn của mình nó tốt hơn á thì bạn nên tập cái hơi của mình hơn. Với lại á thì mình hỏi là bạn là người miền nào vậy, bạn là quê ở đâu? Dạ tên quê là Quảng Ngãi. Mình thấy là bạn còn bị bỏ nhiều cái tiếng địa phương vô trong cái cách bạn hát đó. Cho nên là bạn cố gắng xử lý lại một tí xíu. Tại vì đây là một cuộc thi cho nên mình muốn là mọi thứ nó phải là một cuộc thi. Chứ nếu như là một cái giao lưu thì mình không có ý kiến gì hết. Nhưng mà mình muốn là bạn phải thật sự cố gắng như bạn muốn đi tiếp cuộc thi này. Thì mình cũng xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi vừa rồi. Phần nghệ sẽ của em Thảo dành tặng cho bạn. Cảm ơn bạn, chào Ngọc Tân rất nhiều.